Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, tuy nhiên diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp. Quý vị nên tuân thủ các quy tắc 5K để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đáng lưu ý là sau một ngày nắng đẹp, thì từ tối và đêm nay, do quá trình hội tụ gió kết hợp với gió đông nam ẩm, nên khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa trở lại. Mưa khả năng kéo dài sang cả ngày mùng 2 tháng 5, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to và dông. Đợt mưa lần này được nhận định là không nhiều, tuy nhiên cũng sẽ làm cho nhiệt độ Bắc Bộ giảm nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều trên toàn khu vực trong ngày mùng 2 tháng 5 không vượt quá ngưỡng 30 độ, và sang tới ngày mùng 3 tháng 5 thì mưa chỉ còn tập trung rải rác ở khu vực Đông Bắc Bộ vào đêm và sáng. Ban ngày trời có nắng gián đoạn cùng với nền nhiệt tăng nhẹ. Với các tỉnh miền Trung, kỳ nghỉ lễ cũng là một ngày thời tiết dễ chịu, nắng trải đều trên toàn khu vực với cường độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Do có nắng nên nền nhiệt trưa chiều sẽ duy trì trong khoảng từ 30-32 độ ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Cũng từ chiều tối, có khả năng xuất hiện nhiều mây hơn và có mưa rào rải rác do ảnh hưởng của hệ thống gây mưa tại Bắc Bộ. Người dân cần đề phòng với hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Sau đó thì từ ngày mùng 3 tháng 5, do sự phát triển và mở rộng của áp thấp nóng phía Tây, nên nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi phía Tây Thanh Hóa đến Nghệ An sẽ tăng cao đáng kể. Cục bộ có nơi xuất hiện nhiệt độ xấp xỉ ngưỡng 35-36 độ. Các tỉnh còn lại nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, thời tiết vẫn chủ đạo có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên phổ biến là từ 30-33 độ, và trong khoảng từ 32-35 độ tại Nam Bộ. Lưu ý trong chiều nay và chiều mai, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên mưa có xu hướng tăng hơn về diện và lượng ở các tỉnh Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, mùng 2 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, ngày có mây trời nắng, chiều tối và đêm có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng, gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Tây Nguyên, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.
Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đông bắc cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.